Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương và công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đã ủng hộ tiền và hiện vật là khẩu trang y tế, nước rửa tay cho các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương ở huyện Ân Thi ủng hộ trên 1 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát ở huyện Yên Mỹ gần 400 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Đức Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thắng ở thành phố Hưng Yên trên 300 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương đã trao tặng gần 60.000 khẩu trang, hơn 20.000 chai nước rửa tay xịt khuẩn và 160 triệu đồng tiền mặt cho 10 trung tâm y tế của 10 huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên và một số địa phương trong tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cùng với các sở ban ngành thì chúng tôi cũng muốn ủng hộ một chung tay góp sức với cả các ban ngành ủng hộ ví dụ như nước rửa tay diệt khuẩn cùng với khẩu trang y tế cùng với và tiền mặt đến với các chiến sĩ cán bộ và các cán bộ trong bệnh viện cũng như trên toàn tỉnh. Là một doanh nghiệp trên địa bàn thì doanh nghiệp chúng tôi đã hưởng ứng lời kêu gọi của các cơ quan ban ngành. Chúng tôi đã ủng hộ bằng nước rửa tay và khẩu trang. Chúng tôi cũng mong muốn là các doanh nghiệp khác trên địa bàn cũng sẽ giống như doanh nghiệp chúng tôi cùng chung tay để đẩy lùi dịch COVID-19 ạ. Trong đó, công ty Minh Phương và công ty Thịnh Phát là hai doanh nghiệp trong tỉnh những năm qua luôn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào từ thiện nhân đạo, xây nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm. Sự ủng hộ giữa lúc dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp giúp các đơn vị địa phương có thêm trang thiết bị, điều kiện ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng.